Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Cô Đạt. Ngày hôm nay thì mình có hai chiếc xe đều là Corolla Tiếp nha anh em. Một chiếc rất là mới, rất là lướt, đời 2020 luôn. Đó, mẫu mới luôn, có body. Và một chiếc đời cũng hơi nhiều năm tuổi rồi. Cái Altis 2011 nha. Nhưng mà cái xe này đặc biệt cái là nó là số sang và đi rất là ít, 40.000 cây nha anh em. Và hôm nay thì mình sẽ đi giới thiệu cho anh em cả hai chiếc xe này nha. Thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho anh em về chiếc này trước nha. Đó, và đây là chiếc Corolla Altis phiên bản 1.8 số tự động nha anh em. Mẫu này là mẫu facelift, mẫu nâng cấp cuối cùng. Cho đến năm 2022 thì Altis sẽ ra cái mẫu nhập khẩu như hiện tại bây giờ ha. Mẫu này là form cuối cùng, cho nên nó sẽ có cái body xung quanh xe rất là đẹp ha. Và cái mặt, tức là cái phần ốp này và cái phần cản trước này là nó được nâng cấp, cho nên khi mà nhìn từ phía trước thì mình thấy nó rất là ngầu. Đó, nó có hình chữ X. Và cái mẫu này là nó giống như cái mẫu Corolla Altis ở Đài Loan đấy, cho nên là một số anh em hay gọi là Altis from Đài Loan đó. Và xe này rất là đặc biệt, chỉ mới lăn bánh có 15.000 cây thôi. Và hiện tại bây giờ giá rất là dễ thương luôn anh em. Đó, chiếc xe này mình chào bán với mức giá chỉ có 655 triệu cho một chiếc Corolla Altis 1.8 số tự động đời 2020. Một chủ mua mới từ đầu. Và đặc biệt xe lăn bánh chỉ có 15.000 km thôi. Bây giờ mình sẽ đi soi chi tiết cho anh em về chiếc xe này nha. Ok anh em, xe này thì mới tinh, sơn zin chăm chăm, chỉ mới lăn bánh có 15.000 km thôi nha anh em. Đẹp lắm, xe được sơn màu trắng ngọc trai nha. Dưới ánh nắng á, cái màu này nó ánh lên rất là đẹp. Đây nè, anh em nhìn cái tay trống ở đây nè, bảy màu chưa. Đấy, mở sơ cái nắp máy lên cho anh em coi. Mình chia sẻ nha, anh em đi coi xe bên mình hoặc là đi coi xe ở đâu cũng vậy. Anh em muốn coi mở cái nắp máy này lên thì liên hệ nha, đừng có tự ý mở lên. Mở lên là nó gãy hết mấy cái chấu này luôn nè. Đó, anh em nhìn coi, thấy không? Đó, máy này là chưa vệ sinh, chưa spa hết mà nó mới khủng khiếp. Đó, nhìn coi nè, đấy, đẻ chưa, đúng 7 màu chưa, sướng không, sướng không anh em? Đó, nhìn mấy con ốc đây nè, len keng len keng. Đó, nhìn cái tem máy nè. Ở đây nó có cái ký hiệu là cái động cơ này nó xuất xưởng vào ngày 10 tháng 8 năm 2020. Xe này thì đăng ký lần đầu là tháng 10 hay tháng 11 năm 2020 nha anh em. Đó, cái động cơ thì nó sẽ xuất xưởng trước, sau đó thì nó mới được nhập về Việt Nam. Cái động cơ này thì nó xuất xưởng tại bên Nhật nha. Đó, thì nó nhập về Việt Nam, sau đó thì nó mới lắp ráp thành một cái xe như thế này. Và anh em nhìn đây, quá mới, keng sờ beng, mới không tả được luôn anh em ơi. Thời điểm này giá 655 triệu chỉ bằng một chiếc Vios thôi, hoặc là bằng một chiếc Honda City RS mà anh em sở hữu được một con Altis 1.8 số tự động. Ở bản này cũng rất là nhiều đồ chơi luôn, lát nữa mình sẽ chia sẻ cho anh em nha. Nhưng mà cái máy nó mới quá, nhìn từng con ốc đi coi, nó đẻ mà nó phê quá cợp luôn anh em ơi, quá cợp luôn. Đây, ốc chân máy nè. Đó, xe mới tinh như thế này. Đó, anh em nhìn coi nè. Đó đó, mà đừng có anh em nào mà hỏi mình là ồ xe này có đâm đùng có ngập nước hay không nha, nó thành thừa nha anh em. Đó, động cơ đua VVTi nha anh em. Máy này là siêu êm và cái dòng này là siêu bền nha. Đấy, rồi, ốc cabo đã nói là sơn zin 100% rồi, thì những cái này á mình quay gọi là thủ tục cho anh em thôi, chứ còn xe nó mới tinh vàng lươm như thế này, có từng con ốc len keng bén cạnh từng chi tiết như thế này mà tự nhiên đi nói tới chuyện đâm đồ ngập nước ở thành vô duyên, đúng không anh em? Đó, anh em nhìn coi nè, không, máy này là chưa vệ sinh, chưa spa hết. Coi chân đèn này. Đó, hôm trước có anh khách anh đi mua cái xe, một cái cơ bản nhất ha, một cái cơ bản nhất là những cái khung xương này nè, người ta nắng hoặc là mấy cái chân đèn đây, xe bị đụng á, nó gãy hết chân đèn hang lại mà cũng mua cho được, hay thiệt. Đó, anh chạy tới xe mình xong cái tới lúc mà mua xong rồi người ta cúp máy luôn, người ta giả dân, người ta giả người đang sử dụng, người ta bán cho anh em xe đụng. Xong tới lúc điện lại hỏi ủa sao anh mới mua xe đây mà anh không có bán cho cái chỗ mà anh mua đi. Bảo chứ ủa anh mua của dân mà, nói xe này xe lái dễ dân chứ dân nào bán xe này. Đó, anh em nhìn coi nè. Đó, đẹp lắm,
ken xà beng nha. Đó, một cái cơ bản nhất á, ví dụ như những cái xương ngang, xương dọc này nó gò lại là mắt thường nhìn cũng biết. Cái người bình thường người ta nhìn vô mấy cái lỗ này nó không tròn, anh em nhìn thấy mà tít nó dày 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 là anh em biết rồi. Mấy cái chân đèn đây anh em thấy nó hàng lại là anh em biết rồi. Đơn giản đâu, đâu cần làm nghề đâu anh em. Đó, vậy mà cũng mua cho được, hay ghê. Rẻ hơn xe bình thường 20-30 triệu vậy đó. Đó, ham rẻ là bỏ tay nha. Đó. Đẹp không anh em? Form này nhìn ngầu quá ha. Đó, mấy cái này là zin hết nha anh em. Trong cái bộ body của nó nha. Đó, body là body zin. Bản này là bản Philip nâng cấp mới. Đó, chứ không phải là đồ gắn hay là đồ đồ đâu. Mâm của nó trên bản này thì nó sẽ có một bản mâm lớn nữa. Bản này là bản dưới ha. Cho nên là mâm này thì nó vẫn là mâm có kích thước là 16 inch nha anh em. Tất nhiên rồi. Vỏ liên xeo xe. Đó, anh em nhìn gai vỏ nè. Đó, nhìn vỏ nè. Mới tinh ha. Đấy, body nè, viền cao su nè. Đó, những cái xe có body này anh em quan sát nha. Mình kiểm tra cái lường và cái viền này. Xe này là bên mình máy nay xe bị quá tải á, mình chưa có dọn dẹp, chưa có vệ sinh, chưa spa gì hết luôn nha anh em. Đây. Đấy, anh em quay nè. Sơn zin chăm chăm cho nên là mấy cái chi tiết này gọi là quay cho anh em coi và cảm nhận thôi ha. Chứ còn mà xe mà đã sơn zin 100% rồi, ví dụ như cái xe 21 kia nó cũ quá thì có thể mình sẽ quay kỹ hơn. Đó. Đấy, xe mình là sản xuất 2020 nha anh em. Chỉ có 655 triệu. Mua xe này đi sung sướng cuộc đời luôn anh em ơi. Thiệt tự, mua để đi sung sướng cuộc đời. Đẳng cấp, leo lên cảm giác lái mà nó ổn định lắm anh em. Atit đi sướng lắm. Đó, anh em nào mà đã chơi, bản thân mình cũng thích Atit. Có thể là ngày xưa là trong phân khúc là nó chạy rất là hay. Bây giờ thì những cái xe Hàn Quốc, những cái xe khác thì nó làm tốt hơn. Nhưng mà mình đi Atit mình vẫn có cảm giác một cái gì đó nó rất là ổn định, nó rất là vững chãi ha. Đi nó không có sợ gặp sự cố gì hết ha. Đây, gầm bệ nè. Nhìn cái lon bô coi. Đó, mới tinh. Xe này phải gọi là mới tinh tình tinh ha. Mình chưa có dọn dẹp, chưa vệ sinh, chưa spa gì hết nha. Đây. Đó. Bạc phủ theo xe. Mở ra là mùi mới nồng nặc nha anh em. Đó, nhìn coi nè. Mới tinh tình tinh ha. Nhìn cái nỉ đây coi. Mới khủng khiếp lắm nha. Đó. Đây, xe cua thì tất nhiên chưa lăn bánh. Đây, quay đây mới lấy nét được. Đó, anh em nhìn coi. Xe cua chưa lăn bánh nha anh em. Đó, nhìn bên trong coi nè. Đó, mâm đúc theo xe luôn nha. Mâm đúc theo xe. Cái đời mới bây giờ thì nó để tiết kiệm không gian thì nó sẽ không có làm cái mâm đúc theo xe đâu. Nó làm cái mâm cái mâm bằng sắt nó mỏng hơn. Tốc độ tối đa nó chỉ còn hình như được 80 hay sao á. Rồi đây nữa nè. Đây. Xe này là xe sản xuất lắp ráp trong nước nhưng mà cái đời này là gần như là nhập ba cục, thậm chí em thấy cái vỏ không? Vỏ Thái Lan này không? Vỏ Dunlop nhưng mà xe này là cái tới cái vỏ mà cũng nhập Thái Lan luôn. Thấy không? Đây. Rất là đẹp. Rất là xuất sắc luôn anh em ạ. Chỉ dư một cái tờ là xuất sắc, nhìn cái ghế da phía đằng sau coi. Mới tinh. Đúng 15.000 cây ha. Đó, cái này chỉ cần vệ sinh tút tát tí xíu nữa là như xe mới. Nhắc lại với anh em là sơn zin chăm chăm nha. Hôm trước là chạy cái cạn trước xíu bằng cái lóng tay. Mình có giảm tí rồi ha. Đó. Anh em nào khó tính thì gọi 99.99% cũng được nha. Mới lắm anh em ơi. Mới kiên luôn á ha. Đẹp quá. Mới có 15.000 cây thôi mà vỏ zin theo xe. Xe cua chưa rớt đất, 655 triệu rẻ. Rẻ như Vios ha. Anh em này đang có ý định mua Vios thì sức con này hợp lý nha. Hợp lý và cái option bên trong của nó thì bao gồm có những cái gì thì mình bắt đầu mình chia sẻ cho anh em nha. Rồi nè, nội thất thì thôi, quá ken luôn. Siêu chưa bóc luôn nè anh em ha. Cái logo Atit này là chủ gắn đi, chủ có gắn thêm 2-3 lớp sàn luôn. Thêm cái sàn 3D, 4D này nữa, mình không thích cái sàn này nha. Đó, anh em nào không thích thì có thể tháo ra. Đấy. Xe này á, thì là bản Philip rồi thì nó sẽ là ghế lái, sẽ là ghế lái chỉnh điện ha. Anh em thấy không? Ghế lái chỉnh điện nè, thấy chưa? Chìa khóa không chìa ha, chìa khóa không chìa. Start up zin theo xe nha. Xe này là zin 100%. Không độ không chế chéo gì hết nha. Tại vì cái bản này là bản Philip cho nên là nó nâng cấp rất rất là nhiều đồ chơi. Mặc dù là cái ký hiệu của nó là 1.8E, một số anh em
đang nhầm lẫn với cái bản thiếu thế hệ trước. Cho nên là mình sẽ phân tích về option cho anh em nha. Rồi, đây. À, xe này thì là màn hình hiển thị đa thông tin. Đấy, màu. Đó. Xe thì đúng đồng hồ 15.707 km, tức là 1,5 vạn thôi. Đấy. Đó, anh em nhìn này, cái vô lăng của nó sẽ có một cái cụm phím điều khiển ở bên này. Đấy, để mà hiển thị những cái thông tin ở trên màn hình đa thông tin đây. Đó, 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 thấy chưa? Đó. Đặc biệt nha. Ở đời này là có cruise control rồi. Đó, cruise control này. Đó, ấn lên này. Không? Đó, thấy chưa? Đấy. Zin nguyên bản theo xe nha. Nút để start up zin nguyên bản theo xe. Hộp số tự động CVT. Điều hòa tự động nha anh em. Màn hình DVD theo xe. Và cái màn hình này là có Apple CarPlay và Android Auto tích hợp trên cái màn Pioneer này, cho âm thanh cực kỳ hay. Đó. Và xe này cũng có chế độ lái thể thao Sport ha. Đây, Sport đây. Đấy, trên màn hình này. Ấn này, lái chế độ Sport nha. Và nó có cân bằng điện tử và 7 túi khí đầy đủ hết nha. Và rất 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 cực kỳ là mới luôn ha. Xe còn thơm mùi mới luôn. Đó. Thơm mùi mới luôn anh em, cực kỳ mới. Rồi bây giờ mình sẽ bước ra. Nè, có cân bằng điện tử này, có gập gương này. Để anh em có thể, tại vì cái đời này là do cái ký hiệu thôi. À, chứ không, nó không phải là bản thiếu nha anh em. Rất là đủ đồ. Ghế da zin theo xe, đúng tông màu kem luôn. Đây, bạn quay phim lấy toàn cảnh về cái phần nội thất này. Em quay kỹ phần ghế da này, những cái phần vai ghế ở đây này. Đó, để cho mọi người cảm nhận được là nó không hề nhăn nheo, ghế phẳng ly luôn. Để anh em biết là một cái chất xe nó đẹp như thế nào nha. Đó, chỉ có 655 triệu thôi. Thời điểm này quá quá là hợp lý luôn anh em ơi. Đó, không thể nào hợp lý hơn được nữa rồi. Như con Vios ha. À, đây, xem này, gương ghế phía đằng sau nè, mới tinh nha. Đó, về cái máy của con Altis thì thôi, siêu bền, siêu êm và cũng cực kỳ tiết kiệm xăng nha. Một số anh em là bảo xe này so với Vios thì hao xăng hơn. Đây, thông số tiêu hao nhiên liệu của em nó đây, quá đẻ luôn anh em ơi. Đi rất là tiết kiệm và rất là lướt nha. Đó, cái máy của nó thì thôi, khỏi miễn bàn nha. Đó, dòng này là dòng gọi là tạo nên cái tên tuổi của Toyota. Đấy, cái máy đang nổ kèm theo máy lạnh này anh em, miễn bàn luôn ha. Rồi, 655 triệu thôi. Thông tin chi tiết thì anh em gọi vào số 0931 226669 nha. Xe đang đậu ở 603 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7 nha anh em. Đó, giá thì còn thương lượng bất lọc lẽ cho anh em nào vui vẻ thiện chí mua nhanh nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nha.